Đây, khung cảnh của buổi chiều đây. Một bãi cát rất là mênh mông. Hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là mát mẻ và không khí thì rất là trong lành. Và thời điểm này là thời điểm của mùa gió Tây Nam thổi đây cả nhà. Trời rất là nóng nực. Ở nhà là không chịu nổi đâu. Chính vì vậy là hôm nay mình và ban quyền sẽ quyết định xuống đây đốt lửa và nướng mực. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi ngay. Hôm nay chúng ta sẽ nướng như thế nào, bằng cách nào ngay. Chưa đã đông không ạ? À? Đông rồi. Và đây là con bạch tuộc. Đây cả nhà. Bạch mai này. Con bạch tuộc. Con này khoảng tầm 1 cân, rất là to. Bây giờ là quyền sẽ đâm cái que xuyên qua để mà làm cái vỉ nướng nha cả nhà. Má ai tuộc to như bay. Ai to mà. Làng. Đấy. Có cái que nào đâm vô nè. Cái này đó. Rồi như buộc là. Ở đây quyền đang sâu mực qua nha cả nhà. Bạch tuộc. Và để làm được nướng được cái món này thì trước tiên là chúng ta phải nấu một ấm nước sôi để mà trung qua cho cái nhớt của nó, cho nó bay cái nhớt của nó đó nhé cả nhà. Quyền nói là chưa bao giờ mà thấy con bạch tuộc to vậy. Buộc lại hả? Ừ. Cái này là buộc xong đây này. Bây giờ là mình sẽ cắm đó và mình sẽ nấu một ấm nước sôi để mình trung sơ qua nhé cả nhà. Cái này là lửa đã nhóm xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt ấm nước lên để mà trụng qua mực nha cả nhà. Bây giờ thấy cả nhà thấy nó co lại không? Rất là hay. Mực to quá, nướng hơi lâu rồi cả nhà. Trời sắp tối rồi. Đó, quyền đang đâm ớt này. Tí nó lộn với cái rút trường vô. Đây là cái nước chấm, cái nước quét này mình tự làm là gồm có giềng, xả, ớt, tỏi, gừng, muối, mì chính, nước mắm, ngũ vị hương đồ, dầu hào rồi nhé cả nhà. Để tí nữa mình sẽ quét lên còn rau ăn kèm thế này. Tối rồi, hoàng hôn mà. Bia thì đã lạnh rồi. Đợi bạch tuộc chín là bụng thôi. Chính rồi, giờ là quét gia vị lên nha cả nhà. Bây giờ anh Đức sẽ quét gia vị rất là hấp dẫn. Nhìn nó muốn ăn sống không? Không ăn chín. Rất tuyệt vời. Nghe mùi thơm rồi. Quét một mặt thôi, mặt kia quét sau hay sao? Ok, quét sau. Tiếp tục quét mặt còn lại. Rất là chuyên nghiệp. Chắc phải giống đầu bếp nhà hàng nữa ạ.
rồi, sắp được ăn rồi cả nhà. Lấy cái dao ra chụp. Chín lo bưng ra thôi, chín nhỏ lo để vào. Mầm. Quá tuyệt vời. Chạy nước cả tí đồng hồ ra hay. À. Ngồi vô nó mới chín nha đây. Đây là mình lộn với ruốc đó cả nhà. Đấy. Ruốc này thơm thiệt. Thêm miếng nữa. Ruốc này nhà làm đây. Bếp. Ruốc trường á, cậu gọi là ruốc trường đó. Đây, đây. Xin mời. Mời cả nhà dùng với hai anh em mình nha. Đấy. Và chấm rút trường nghe cả nhà. Nói chung là hôm nay hai thằng đi biển đi câu mực, nhưng mà thấy trời gió thổi gió đông đông nam thổi giáp quá, cho nên là quyết định làm xuống đây nướng mực tuộc ăn cả nhà. Trời ơi, nhóc này ra biển khóc mãi gặp thấy sóng rồi chết luôn. Anh em mình là sống là lẹ, rất là lẹ quen. Nói chung là có gì ăn đấy, có gì uống đấy, rất là vui vẻ. Có đồ ngon thì càng tốt, mà đồ không ngon thì cũng ăn uống vui vẻ. Ăn tạm mấy ông mực cũng đồ. Cuộc sống là chúng ta là nên là lẹ quen, cũng đừng nên hà tiện lắm, và cũng đừng nên phung phí lắm, cứ coi đó mà chi tiêu thôi. Cảm thấy khả năng của mình. Thôi, nói tập giống thầy huấn rồi. Bắt được con gì ăn con đó hả? Ăn hết cho con rồi. Ăn tiếp đây là nhà. Gì đó.
hít rồi. Mời cả nhà nha. Nãy ăn hít nửa con rồi, còn nửa con nó ăn hít luôn, ăn hết nửa râu. Đây là mấy cái bóng, mấy cái bóng đèn này là mấy cái bóng họ đi câu mực, họ đi đánh bắt mực cá buổi đêm buổi biển đây cả nhà này. Đó. Nhìn là gần vậy đó nhưng mà thực chất là nó xa lắm. Thôi bây giờ cũng khuya rồi. Mực thì hai anh em mình cũng đã ăn hết rồi. Và bọn mình sẽ dừng video tại đây. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, và nếu như thấy hay thì like và đăng ký ủng hộ cho mình ngay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái video khác. Bây giờ thì xin chào. Chào nha. Bye.